chào quý vị. Hôm nay chương trình Bước Chân Việt Nam được hân hạnh tiếp đón một vị võ sư mà chúng ta nghĩ rằng những bước chân Việt Nam không chỉ là những bước chân đi ở trên sàn nhảy mà phải là những bước chân đưa chúng ta vào những lợi ích cho một người, nhất là những bạn trẻ. Hôm nay chúng tôi, Nguyễn Ngọc Trấn, Du Miên, được hân hạnh tiếp chuyện võ sư Trương Hai, là giám đốc của Võ Đường Việt Nam Taekwondo. Dạ, xin kính chào quý khán giả và xin kính chào võ sư Trương Hai. Và tôi, võ sư Trương Hai, xin kính chào anh Trấn và anh Du Miên và ban giám đốc của đài Việt Nam American TV, và kính chào quý vị khán giả của đài Việt Nam American TV. Thưa quý vị, chúng tôi hân hạnh được gặp lại quý vị trong chương trình này. Có một cái điều trước khi mà chúng tôi trở vô cái chương trình chính, thì về cái logo của chúng tôi, là thưa quý vị, là cái màu chính của chúng tôi vẫn là màu nâu của đất mẹ. Nhưng mà khi lên truyền hình thì có một số vị nói rằng cái màu đó không phải là màu nâu, chúng tôi sẽ thay. Trong tương lai, trong một vài kỳ nữa, chúng tôi sẽ thay cái màu như ý của quý vị là màu vàng. Thì đó là cũng là một vài cái góp ý của khán giả. Xin cảm ơn quý khán giả đã thương yêu đài của chúng ta và luôn luôn liên lạc với chúng tôi khi mỗi lần mà quý vị muốn thay đổi cái gì, cũng như là quý vị có những cái nhân vật nào mà hay của cộng đồng muốn cho đưa lên Bước Chân Việt Nam, cũng liên lạc với CNN Nguyễn Ngọc Trấn và đài VNA TV. Cảm ơn quý vị. Bây giờ trở vô chương trình liền. Xin mời anh Trấn. Dạ, thưa quý vị, chúng tôi được biết võ sư Trương Hai là một trong những người đã gia nhập cái ngành võ thuật, nhất là về Thái Cực Đạo đó, từ những ngày thập niên 50 mấy 60 đó. Thì thưa anh Trương Hai, bây giờ trong những phút đầu tiên, anh có thể cho biết cái hành trình của cái võ thuật đó đã đến Việt Nam, của cái võ thuật Đại Hàn đã đến Việt Nam như thế nào, và làm sao để nó phổ biến thành ra một môn võ gần như là của mọi giới ở Việt Nam? Dạ, thưa anh Trấn và anh Du Miên cùng tất cả quý vị khán giả, cái bộ môn Taekwondo này nó bắt đầu xâm nhập vào Việt Nam từ năm 1956, và phái đoàn của Đại Hàn tới Việt Nam để biểu diễn tại sân Tao Đàn. Và sau cái cuộc biểu diễn đó thì trong cái tình trạng quốc gia của Việt Nam đang có một cái sự tình hình chiến tranh nó càng ngày nó càng sôi động, thành ra tất cả các nước bạn đều tới trong miền Nam Việt Nam để yểm trợ cho cái quân đội Việt Nam Cộng Hòa để chiến đấu với lại Cộng sản. Thì bắt đầu từ đó thì bộ môn Taekwondo của Đại Hàn nó xâm nhập, và phái đoàn đầu tiên do ông Trung tá Nam Tê Hy hướng dẫn và đưa tất cả các huấn luyện viên của tất cả Đại Hàn tới các đơn vị để mục đích duy nhất là huấn luyện cho tất cả các quân nhân về cận chiến để chiến đấu trên chiến trường Việt Nam. Thưa anh, trong cái khoảng thời gian đó thì không phải Taekwondo nó chỉ là một môn võ thuật tự vệ, nhưng mà về sau này nó đã trở thành ra một môn võ thuật mà chúng ta chấp nhận đó, quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã chấp nhận và đưa nó vào trong cái chương trình huấn luyện của trường võ thuật ở tại Thủ Đức. Thì anh có tham dự cái chương trình đó với tư cách là một môn sinh, hoặc là với tư cách là một võ sư gì không thưa anh? Thưa anh Trấn và anh Biên, tôi bắt đầu tập luyện bộ môn Taekwondo này vào năm 1965. Và sau đó năm 1966 thì tôi được vô địch toàn quốc với 5 huy chương, vô địch đấu, vô địch công phá, vô địch quyền và vô địch toàn quốc. Tất cả những cái môn đó cộng lại trở thành là vô địch toàn quốc. Và lúc đó tôi còn là một học sinh của trường trung học Bê Ký. Và nhờ cái chức vô địch đó thì tôi được tổng cuộc Thái Cực Đạo ở tại Việt Nam, do ông Trung Tá Cư lúc đó làm chủ tịch tổng cuộc. Yeah. Ông vừa là quân đội mà vừa làm dân sự luôn. Thì tôi được cho phép vào cái trường bộ binh để học ngay cái trung tâm thể dục thể thao của trường võ thuật trong cái thời gian đó để mà luyện tập
chung với lại tất cả các anh quân nhân cũng như là võ sư đại hàn huấn luyện chúng tôi. Và tôi được chọn cũng như là gia đình tôi gồm có em tôi là Trương Thị Dung và người em trai là Trương Văn Cẩm. Ba anh em tôi được chọn vào cái đội tuyển để đi biểu diễn nhằm để phổ biến môn Taekwondo trong tất cả các trường trung học, gồm có 5 trường lớn nhất, đó là trường Nguyễn Bá Tầm, trường Hưng Đạo, trường Gia Long, trường Tây Ký và trường Võ Truyền Toản. Như vậy tức là trong đó là anh thấy là có cái trường Gia Long là trường của nữ sinh. Dạ. Thì là nữ sinh có tham gia nồng nhiệt trong cái tập luyện Taekwondo không anh? Thì thật sự ra tất cả các môn võ trên thế giới này nói chung quy vào cái mục đích là luyện cho tất cả người ta có một cái sức khỏe. Để mà từ đó có một cái sức khỏe thì cái đầu óc nó minh mẫn mới học được. Thành ra cái mục đích có nói là môn võ để đem vào võ đường, vào học đường, nhưng chính ra là để dạy cho tất cả mọi học sinh, thứ nhất về cái chương trình coi như là thể thao để huấn luyện cho tất cả các anh chị có một cái sức khỏe tốt. Để làm chi? Để có một cái đầu óc minh mẫn để tất cả các anh em học, sau đó nhờ cái kỹ thuật căn bản và nhờ cái căn bản và cái kỹ thuật của võ học để giúp cho tất cả các em có một cái niềm tin. Và từ cái niềm tin đó thì cái võ đạo mới bắt đầu xâm nhập vào cái con người của người đó. Tất cả các môn võ trên thế giới này ai cũng nói là môn võ tập để làm trị bệnh. Thật sự ra nó không có trị bệnh gì hết. Và cái đạo đức của võ học, muốn vô học thì phải học đạo đức của võ học. Thật sự nó có dài hạn. Ông ý của tôi muốn hỏi anh là trường Gia Long hồi đó có tham gia, các em nữ sinh có tham gia tập luyện Taekwondo nhiều hay không? Dạ thì có một số thì trường Gia Long nó không mở tại trường nhưng mà tất cả các em có thể là đi học ở ngoài. Vâng, bây giờ tôi hỏi lại anh một câu nữa. Dạ. Là bây giờ võ đường của anh tại Liên đoàn Sài Gòn của chúng ta, cái tỷ lệ giữa cái nam võ sinh và nữ võ sinh bên nào nhiều hơn? Thì số nữ thì thường là nó trung bình thôi anh, còn số nam thì nó hơn trời hơn một chút xíu. Vâng, dạ. Tức là anh tránh nói chữ ít. Dạ. Nhưng mà chắc có lẽ đó là ít, nhưng mà tôi thấy là ở các nước khác trên thế giới thì là đôi khi có nhiều võ đường là nữ giới nhiều hơn. Yeah. Bây giờ tôi trở lại cái vấn đề chính là ngày hôm nay tôi muốn cho anh gửi đến cho chương trình của Bước Chân Việt Nam và khán giả của đài Việt Nam America Television một cái mà chúng tôi cần biết thêm. Khi đọc báo thì loáng thoáng thôi, anh đã từng đại diện cho cái môn Taekwondo này của nước Hoa Kỳ đi dự trên thế giới và đó là cái niềm hãnh diện chung cho chúng ta. Bây giờ anh Chấn và tôi sẽ xoay quanh cái vấn đề mà năm nào hay là anh kể sơ sơ về cái chuyện đó. Dạ. Dạ thưa anh, là cái năm đầu tiên mà cái đội của võ đường Việt Nam Taekwondo Center nằm ở trong cái đội tuyển U22 để tham dự cái giải quốc tế tại Việt Nam. Thì sau cái giải quốc tế tại Việt Nam thì tôi trở về nước Mỹ và một cái may mắn là tôi được Tổng cục Quốc gia Mỹ chọn vào cái đội tuyển quốc gia Mỹ để tham dự cái giải vô địch thế giới 31 nước tổ chức tại Việt Nam. Thì với cái chức vụ của tôi là senior coach của đội tuyển Mỹ, tại vì trong một cái đội tuyển nó gồm có 8 hạng cân của Mỹ nữ và 8 hạng cân của nam, thì tôi coi về nữ 8 hạng cân của nữ. Và sau cái giải ở tại Việt Nam xong thì tôi tham dự năm 2002 thì tôi tham dự cái giải vô địch thế giới tổ chức tại Nhật gồm có 62 nước tham dự. Đó là một cái may mắn trong cái cuộc đời võ thuật của chúng tôi. Và cái thành quả của đội tuyển Mỹ, của cái đoàn võ sinh Mỹ đi dự, nó có mang về được những cái huy chương gì quan trọng không anh? Thật sự ra trên đấu trường đó, cái chuyện thắng bại là một cái chuyện thường tình, nhưng mà đối với tôi thì tôi không có đi sát, tôi chỉ được tuyển chọn vào trong cái đội tuyển Mỹ với tư cách là một cái senior coach của đội tuyển nữ viên trưởng. Thành ra do đó cái đội mà tham dự của cái giải 31 nước tại Việt Nam đó thì đội tuyển Mỹ nhận cái huy chương rất là khiêm nhường, 2 huy chương bạc và 3 huy chương đồng. Vâng, không vẫn vẫn là vàng. Dù là khiêm nhường, yeah, vẫn là có huy chương. Dạ dạ. Vâng, còn yeah, cái mà ở bên Nhật thì có nhận được huy chương nào không anh? Dạ, cái bên Nhật thì khi đó đó thì nó có 2 cái giải liên tục đã làm cho tôi rất là bận rộn. Là tôi vừa đi Nhật thì tôi phải bận biểu để lo một cái đoàn của đội tuyển USA Mỹ để sang Việt Nam tham dự cái giải quốc tế tại Việt Nam 8 nước. Thì trong 8 nước đó gồm có Đại Hàn nè, Pháp, Canada,
Tài B, Việt Nam, Mỹ và Thái Lan, những cái nước đó. Để thành ra khi mà tôi vừa qua Nhật, cái ngày thứ hai là tôi bắt đầu tôi phải từ Nhật để mà bay sang Việt Nam để đưa cái đội tuyển của USA2 để tham dự cái giải quốc tế tại Việt Nam. Rồi cái đó có đoạt giải gì không? Dạ thưa, cái giải mà tôi đưa cho cái đội tuyển đó thì trong cái đội tuyển đó thì nó 2/3 dân số là của giao đường chúng tôi. Chúng tôi được một cái vàng về self defense, một cái vàng về công phá và hai cái đồng về song đấu. Vâng. Thế như vậy là thưa quý vị nhìn thấy là đây là một cái bước mà tôi cho rằng nó rất là ngoạn mục ở cái điểm rằng Taekwondo có xuất phát từ ở Đại Hàn chứ không phải là cái gốc của Việt Nam. Nhưng mà những võ sư của Việt Nam của chúng ta đã cố gắng học hỏi và đưa lên trên quốc tế là chúng ta cũng đứng ngang ngửa với người ta chứ không có phải thua như là võ sư Trường Hai đã vừa tường trình với quý vị. Xin quý vị đừng rời máy. Sau phần quảng cáo thương mại, chúng tôi sẽ trở lại nói chuyện với võ sư Trường Hai trong những chương trình ngoạn mục của Võ Đường.